xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói việt nam chương trình đêm nay mời các bạn nghe chuyện ngắn khu vườn vắng mặt đàn bà của tác giả trẻ hoàng công danh qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú kim cúc Nắng tắt dần, mặt trời nét mình sau tảng mây trắng, rồi biến mất một cách tự nhiên, lạt khèo ngôi làng chìm trong buổi trạng vạng con trâu cúi đàn quệt mũi vào bụi tre xong chui vào chuồng dàn chóng vánh bên gióng ý ới tiếng mấy đứa trẻ nít gọi nhau về ăn cơm cuộc sống thanh bình của làng quê đến lúc này mới thực sự bắt đầu sau một ngày đàn ông lên phố làm phu hồ đàn bà ra đồng trồng rau trẻ con đi học hoặc chăn trâu thì bữa cơm chiều là phần thưởng xứng đáng dành cho họ ông cụ đa ngồi ở thềm hiên thõng hai chân xuống sân đùi phải gác lên đùi trái ngón trò và ngón cái bập lại đót điếu thuốc mãi nắn nắn hai ngón tay khiến cái đót thuốc bẹp dí vào ông vẫn cứ thong thả mà hút ngó ra ngoài vườn mắt ông nãy giờ chỉ để ý đến cái vạt cỏ ngồng lên giữa đám cải non mới chìa cỏ tốt hơn cải nhà không vắng người mà vườn như bị bỏ hoang mấy lâu nay hôm trước ông cầm quốc gia lật đất đánh tơi chìa cải nhưng khổ nỗi cái lưng tuổi già không gập băng được lâu để nhặt cho sạch mới cỏ dại nên bây giờ chúng mới ngoi lên nhanh như thế kiểu này mà mưa một trận thì vườn cải thành vườn cỏ như chơi nhà không có đàn bà khổ thế đấy ông thốt lên một câu khi anh xanh con trai ông vừa bên mâm cơm soạn ra tiếng mâm tôn trọn xuống thềm hiên xi măng kêu xoẻng đã bảo mấy lần rồi sắp cơm vào cái mẹt tre ấy cái nào mà chả được mâm tôn này sạch sẽ bố ạ à. nhà có một cái mệt tre với một cái mâm tôn kể ra đem mà sắp cơm ăn thì cái nào cũng giống nhau riêng cái mâm tôn còn dùng khi có lễ chạp ở đình làng họ tộc thì đem đi để lấy phần oàn sôi thịt dưới cái mâm có ghi tên chủ hộ ông đang muốn kiêng rè nó là vì thế cái mâm tre có sạch soạc viền lề thì dùng dây mây cạp lại. Cùng quá đến mức hồng thì đan lại cái khác. Tre ở quê thiếu gì. Chứ cái mâm tôn mà nứt bề thì phải sắm lại. Có lần đi chia oản về. Đụng đâu không biết. Mà cái mâm xóm đi một góc. Ông đa phải dùng búa tán nhẹ một hồi mới được. Ông nói cái gì cất trong nhà trong bếp chả sao. Chứ đem ra giữa đình, giữa miếu phải thiêng liêng, trước là sợ thánh thần của phạt, Xong nữa ngại bà con làng xóm nhòm ngó, coi chi được. 60 tuổi như ông ở cái làng này chưa thể gọi là già, chưa đến tuổi khó tính. Nhưng hễ đụng vào đâu là ông nổi trướng lên, cứ thích đe nẹt, khiến cho xanh vừa buồn vừa tủi. Giá như cụ bà mẹ xanh chưa mất, thì ông không đến nỗi khó tính như thế. Nghe người ta bảo tuổi già mà đơn lẻ giống như trẻ con mắc sởi, cứ ấm ớ khó chịu trong người, phải thét lên mới được. Hai bố con ăn một cách uể oải trong im lặng tẻ ngắt, ăn như thiền, dường như ai cũng cố ý đừng để gây ra một tiếng động nào. Thỉnh thoảng, chỉ có tiếng đũa sơ ý đánh keng vào mát. Xanh sới vào mát bố thêm chén cơm nữa, ông cụ gắt đũa một nhúm dưa cài chấm nước mắm. Dưa này mua ở chợ đấy à? Không bố ạ, à. thím năm mang sang cho lúc trưa đấy. Cái hồi mẹ mày còn sống, dưa này lúc nào trong nhà chả có, mà dưa còn ngon hơn thế này nữa cơ nước mắm mẹ mày quấy cũng ngon cho ớt vào sền sệt chấm ăn mặn mỏi thấm thía lắm nhắc đến mẹ xanh lại thấy buồn buồn tủi tủi giá cụ không mắc bệnh rồi đi sớm thế thì bây giờ xanh đã chẳng phải chịu cảnh Sườn trống chăn đơn những ngày mẹ nằm bệnh bên nhà cái duyên đùng đùng bưng cao trầu sang trả lại lễ vật để dặm hỏi của nhà xanh tình duyên nào mà chẳng chắc chờ nhưng sao lại nhằm vào cái lúc rối ren thế này người ta lại phụ bạc xanh giáo rót thế đời con gái có vẻn vẹn mấy tuổi xuân như hoa chưa nở thì thôi chớ nở rồi là chóng tàn mẹ xanh đổ bệnh nằm đấy con gái gà về làm dâu hầu hạ hỏi có cực không khéo rồi sướng vui hạnh phúc chẳng thấy đâu chỉ giặt khổ đau nước mắt mà lỡ cụ có mệnh hệ đi sớm thì lứa đôi vẫn phải chịu cảnh đề tang một thời gian nghĩ đằng nào cũng thấy tối tăm ông cụ bố duyên bảo với cụ bà con mình mình phải thương bà ạ à. không gà nơi này thì có nơi khác rước ngay sau rồi sướng cực gì rồi hẵng hay chứ giờ trước mắt thấy nó về bên nhà đó tôi không mát dạ chút nào cả hôm trả lễ duyên chẳng sang nhà xanh cụ bà mẹ xanh nằm bên giường chẳng nói chẳng rằng cố nghiêng người qua úp mặt vào tường cho mấy giọt nước mắt yếu ớt cuối cùng xì ra lem vào gối mẹ thêm nặng bệnh ba ngày sau là đi, rất nhanh, nhưng chẳng thanh thản chút nào. Số tới trời kêu, đành phải về với tổ tiên, mà đôi chân còn muốn nán lại với ngôi nhà này. Mảnh vườn trồng hoa màu còn cần đôi tay ấy, đôi mắt còn hoai hoài, muốn nhìn thấy con, mặc chiếc áo đi thuê về, choàng vào làm chú rể. trao ôi! Thế mà mẹ đi thật, xanh chẳng kịp buồn cho cái duyên lỡ của mình, thì đã phải đau cái phận thiếu hột song thân. Xanh mở cửa tù, cái hộp nhựa màu hồng đựng nhẫn rơi xuống nền nhà, rồi tự động bật ra. Trong đó chỉ còn màu bông gòn trắng phau. Chiếc nhẫn đính hôn bên nhà duyên gửi trả hôm trước, thì hôm sau, xanh lấy đem bán để mua thuốc cho mẹ một lố thuốc tây cụ chưa uống hết vẫn còn để đấy anh nhặt cái hộp đựng nhẫn lên chẳng buồn chẳng vui chỉ thấy trống hoắc trong lòng mình xưa nay đàn bà ế chồng thì nhiều còn đàn ông ế vợ nghe là lạ thế nào ấy nên đôi khi anh thấy tủi thân thấy mình kém cỏi xanh cũng muốn lấy vợ đấy nhưng tìm không ra được đám nào trai ba mươi chưa phải là già nhưng ở cái tuổi ấy đi tìm được một đám thì quả là khó đám gái trẻ hai mươi thì nó không chịu lấy trai già đám bạn gái cùng trang lứa thì đã có nơi có trốn cả rồi còn sót lại ai thì thuộc dạng cao số xanh cũng không thể lấy nhưng lý do chính khiến xanh vẫn chưa có vợ là do anh cứ tự ti. Nghĩ mình việc vàng không ra gì, tiền bạc chẳng dư dật, lấy vợ chẳng sống được đâu. Nghĩ thế, thành ra càng thấy khó. Ông cụ đa thì thèm có con dâu, cụ được mình xanh là con duy nhất. Cụ thèm có tiếng bi bô trẻ trong nhà. Thèm có đứa con dâu, để khu vườn này có thêm đôi bàn tay phụ nữ, khi ấy chắc sẽ tốt hơn nhà hai người đàn ông việc chợ búa cơm nước nhiều khi lại chán cơm không khô mà bố con nhai nuốt chẳng trôi canh chẳng mặn mà ngậm vào thấy chát chúa những ngày kỵ dỗ mới khổ mình xanh đi chợ mua rau dịt mấy bà bán hàng hỏi hôm nay tiếp khách hay sao mà lại mua nhiều thế chú xanh trả lời hôm nay dỗ mẹ cháu bà ạ à, bà bắn rau chép miệng. Tội nghiệp, cái thằng đảm đang như đàn bà ấy. Chị bắn cá gót thêm vào. Ôi đàn bà, còn chẳng giỏi việc như chú nó. Thế mà sao chả đứa nào chịu lấy mới lạ. Đàn ông không có vợ cực đã đàn, nhưng đôi khi ngồi ngẫm một mình. Xanh còn thấy nhục nữa. Người ta đuôi què mè sứt còn lấy được vợ nồi nào vung nấy. Lỡ giờ chuyến đò tình cũng néo được một bến yên, Rồ giá cạp lại. Đằng này, ngon lành nguyên vẹn, đàn ông trăm phần trăm, lại giường không tuổi ba mươi. Ở làng chừng tuổi ấy, không lập gia đình, là bị nói ra nói vào rồi. Tệ chi cho lắm. Mấy bữa, cũng có người giới thiệu làm mai làm mối vài cô cho xanh đội ơn người ta bỏ công làm mai xanh gượng gào đi coi mặt thấy cũng được mặt mũi phúc hậu tính tình hiền hòa nhưng đến khi xanh có ý tìm hiểu thì chẳng đâu vào đâu có cô thấy không hợp tuổi nên nói bóng gió cho xanh khỏi tới nhà lần nữa có cô thì biết chuyện xanh đã từng bị trả lại cau trầu thế là thôi mà chẳng cần đến việc người ta chủ động chối từ ngay cả xanh cứ mỗi lần bắt đầu đi tìm hiểu cô nào đó là anh tỏ ra ngần ngại sợ lại thêm một lần bị trả cau nữa thì khốn thành ra anh mất hẳn lòng tin vào đàn bà con gái rồi anh tự trách bản thân có khi mình bị mất duyên cũng nên. Người quê hay nói đến cái tỳ Mỗi lần vất phải điều không hay thì thế nào cũng gặp tiếp vài lần tương tự. Mà cái tỳ của duyên số nó sai rằng lắm. Chẳng thế mà có người phải trải qua ba bốn đời vợ mới nên. Có cô sang dăm chiến đò mới yên bề. Tháng 9 mưa liên miên dầm rè khu vườn trước nhà nước ngập ứ lớp cải non thấp bị nhấn ngâm trong nước nhưng cái thứ cỏ tốt ngồng thì vẫn ngoi được lên trên mặt hai cha con ngồi trong nhà nhìn ra trời này chẳng thể làm lụng gì được không ngồi ở nhà thì biết đi đâu ông cụ đa nói cũng may có mấy cây cỏ tốt chứ không cả khu vườn này toàn nước trắng bạc thôi Xanh soạn cơm chiều lên, Trời mùa lạnh ăn sớm hơn, Con mèo chui từ trong góc nhà, Bò đến, trồm mõm vào chiếc mẹt kêu ngoeo ngoeo. Ừ thì nghèo chứ, Chứ có sung sướng chi đâu. Cụ đa mắng rừng rưng thế, Chẳng biết trách con mèo hay trách ai. Xanh gấp một khúc cá, sắn cục cơm nhỏ cho vào cái đĩa sứ cũ cho con mèo. Anh chép miệng, tội nghiệp. Mèo cái gì mà bốn năm không đẻ một lứa cho vui. Có chịu lấy đâu mà đẻ với đái? Cụ đang lùa một miếng cơm rồi nói thêm. Từ đó đến hết bữa ăn hai cha con im lặng, không nói thêm một tiếng nào nữa. Cơm hôm nay có muối mè rang xà. Một lạnh cụ đa rất thích ăn thứ này. Thế mà hôm nay cụ chẳng có một lời khen hay một chút biểu lộ ngon miệng nào. Xanh cũng không hỏi bố xem mè răng như vậy có mặn nhạt gì không. Anh sợ bố nhớ mẹ. Ngày còn mẹ bà làm muối mè ngon lắm. Ăn bữa nào ông cụ đa cũng chỉ sơi thứ đó thôi. Mấy bữa nay, Cụ đa hay sang làng bên chơi. Nhà ấy có một mẹ một con gái. Cụ bà quả phụ, thuộc lứa chăn trâu cắt cỏ hồi bé với cụ đa. Con gái của bà thì kém xanh ba tuổi mà vẫn chưa chồng. Người ta đồn ẩm lên, phen này chẳng biết con hay cha lấy vợ đây. Mỗi lần đi sang làng bên, cụ đa lại gói trong túi ni lông, dăm miếng cau sang ngồi chơi uống nước chè tươi, ăn hết số cong mang theo thì về. Cụ bà bên nhà tuy mới ngoài 60 nhưng răng đã rụng gần hết, chẳng có thói quen nhai cau. Cụ đa săn chơi hoài, nhai cau nước đỏ au một vạt sân, đôi khi cô con gái luộc một giá khoai đen lên mời, cả ba người cùng ngồi ăn nói chuyện rôm rả đời người cũng nhanh bà nhỉ nhớ hồi xưa tôi với bà hay đi cắt cỏ cho châu bò hợp tác để lấy công điểm thế mà cũng mấy chục năm rồi ừ già thì trông vào trẻ chở con gái yên bề ra thất có về với ông bà mình mới an tâm hồi xưa ấy tôi với bà đến tuổi như chúng nó bây giờ là bị thúc đôn đáo lắm rồi ôi tụi nó bây giờ cứ thong thả thế mình có dục nó, nó cũng chả chịu nghe. Ôi dào, mà nhà tôi có hai mẹ con thôi, đôi khi tôi cũng sợ nó đi lấy chồng, còn mỗi mình mình cũng buồn ông ạ. À. Nó có lấy chồng thì tôi sang đây chơi với bà chứ buồn chi. Ông thì cứ hay. Cả hai người trẹo chạo cười, cái tâm sự tuổi già chỉ có họ hiểu với nhau. Và niềm vui giản dị ấy, cụ đa không có được khi ở bên nhà mình. Thành ra, cứ hôm nào ông không sang làng bên, là lại thấy thiêu thiếu, hụt hẫng. Bữa nay, xanh đi làm thợ xây ở trên tỉnh, đến tối mịt mới về nhà. Anh cũng biết, cụ hay sang làng bên chơi. Người làng nói ra nói vào, phen này, thằng con không cưới vợ, coi chừng á, à, cụ đa xước thêm một bà. Thế nào nhà ấy cũng có thêm một đôi bàn tay đàn bà. Ừ, thế cũng hay. Xanh nghĩ, nếu có bà cụ nào chịu về bầu bạn với bố thì tốt chứ sao? Còn chăm cha, không bằng bà trăm ông. Xanh lại bận đi làm suốt ngày, không có thời gian lo cho bố. Bữa cơm trưa, cụ tự lo lấy. Nhưng chỉ mới nghĩ đến đấy thôi, chứ Xanh không dám nói với bố. Cụ mà nghe được thì quở chết. Chờ Xanh tắm rửa xong, cụ đa gọi lên. Xanh này, bố thấy đám bên làng ấy cũng được đấy Anh tính coi Là đám lớn hay đám bé hả bố? Xanh hỏi rồi bật cười Cụ đa khựng lại Ồ cái thằng Hôm sau, xanh đèo cụ đa về quê ngoại Dự lễ chạp mà Đường xa, lại lâu mới có dịp về Nên nán lại chơi hơi lâu Đến khuya mới về tới nhà trăng mười chín sáng phủ lên khoảnh vườn cải trái mùa dưới lớp trăng trông non hay hầy, và lạ quá vườn cỏ um tùm đã được dọn sạch ai đến làm cho mà hay thế nhỉ hai cha con tự hỏi cả cụ đa cả xanh đều cố giấu vẻ ngạc nhiên không thốt ra điều gì nhưng tự trăng lòng mỗi người đều dấy lên một niềm vui các bạn vừa nghe chuyện ngắn Khu vườn vắng mặt đàn bà của tác giả trẻ Hoàng Công Danh hiện đang sống và sáng tác tại Quảng Trị. Sau đây là một vài cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ về truyện ngắn này. Thưa các bạn, một cảnh ngộ đời thường được viết thật giản dị và tự nhiên trong sáng. Câu chuyện về cha con ông Cụ Đa với sinh hoạt đời sống thật thanh bần ở nông thôn nếu kể tóm tắt chỉ mươi dòng nhưng lại chất chứa cảm xúc khá dồn nén. Anh chàng xanh, con ông cụ đa bị người yêu tên là Duyên trả trầu từ bỏ hơn ước bởi vì cô nàng cảm thấy không vượt qua được những dự cảm nỗi vất vả trong tương lai. Tiếp đó là những khó khăn chắc trở trong việc tìm kiếm hạnh phúc của xanh. Tác giả tỏ ra am hiểu tâm lý người trẻ và tâm trạng chung của sinh hoạt nông thôn qua việc khắc họa hoàn cảnh cũng như những diễn tiến suy nghĩ, tình cảm của nhân vật cha con ông cụ đa. Anh chàng xanh hiền lành hiếu thảo, biết lo lắng và quan tâm tới cha mẹ. Ông cụ đa nương mất chảy xuôi, thương con trai hiền thảo mất mẹ, muốn bù đắp tình cảm nên đã âm thầm tìm hiểu các mối quan hệ khả sĩ để mong vun vén hạnh phúc lứa đôi cho cậu con trai. Cảnh ngộ, vắng đàn ông quạnh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp, được truyền tải bằng sinh hoạt gia đình của nhân vật cha con ông xanh đa. Câu chuyện qua lại giữa những người già cùng chung mong ước chăm lo cuộc sống riêng cho con cái có dáng dấp như chuyện cổ tích với kết thúc có hậu hình ảnh vườn cải xanh tốt nhưng đầy cỏ dại ở đầu và cuối chuyện mang ý nghĩa giá trị thực tế về tình người mang thông điệp về những tấm lòng nhân ái lương thiện đã biết tìm đến nhau cảnh làng quê êm đềm bình yên với những con người chân chất hiền lành gắn bó thiết tha với bờ tre mái dạ vườn cây mang cảm xúc một bài thơ chân quê chữ tình và thấm thía tình cảm cha con tình làng nghĩa xóm thơm thảo và nhân hậu bao đời đùm bọc che chở giúp con người ta vượt lên mọi khó khăn trở ngại trong đời Thông điệp của tác giả thật giản dị bắt nguồn từ chính cuộc sống đời thường. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn khô vườn vắng mặt đàn bà của tác giả Hoàng Công Danh và lời bình của biên tập viên Văn Nghệ. Để kết thúc chương trình, chúng tôi mời các bạn đến với Thế giới trẻ thơ qua chuyện thật ngắn Con âm bầu của nhà văn Lê Nguyên Ngữ. Hảo Chi đưa hộp giấy lên tai lắng nghe Có tiếng vù vù của con ong bầu bay va đập liên tiếp vào thành hộp giấy Ong bầu là loài ong khỏe mạnh từ hình dáng đến cách bay Nó mà sổng ra được vù một cái là coi như của thiên trả địa Ba Hảo Chi đã buộc chân sau của nó vào một sợi chỉ đỏ dài xuyên ra thành hộp Hảo Chi kéo dài thêm sợi chỉ Con ong lại bay lột bột Hôm nay có giờ sinh vật Cô giáo bảo mỗi em nên có một con ong Bất kỳ loại gì Nhỏ Đông Hiên cũng nhờ ba nó bắt được một con Nhưng khốn nỗi chẳng biết là ong gì Eo ôi Trông nó cứ vằn vằn vẹn vẹn Trông khiếp quá Chắc con ong của Đông Hiên là ong đực rồi đó Hảo Chi vừa nhìn con ong vừa nói Đông Hiên đóng ngay hộp giấy lại yêu nghỉu Mình còn chưa biết tên nữa là đực với cái thế còn ong của bạn ông cái hảo chi kêu hãnh đáp xạo hoài thôi đông hiên liếc dài bạn vẻ không tin kỳ thực chẳng những hảo chi không xạo mà cô còn biết nó đang có con mọn nữa kìa con ong bầu hảo chi mượn để đi học đã làm tổ đẻ nơi lỗ cây cột phía chuồng heo sau nhà kia mà sau giờ sinh vật kiêm minh đã lia kéo ngang sợ chỉ đỏ buộc chân con ong ai buộc chân bạn vậy bạn có chịu được không mà lại đi buộc chân nó chứ cùng với câu nói của ông tướng kia con ong bầu của hào chi bay vù đi nó bàng hoàng cả người trong khi tay mình chỉ còn đoạn chỉ đỏ bay phất phơ hào chi lo lắng nhìn theo cánh ong thoáng cái, nó chỉ còn là chấm đen nhỏ, rồi tan vào khung trời đầy nắng ngoài cửa lớp. Hướng ấy cũng là hướng của nhà Hảo Chi. Tan trường, Hảo Chi băng qua mấy ngã phố đông đúc, lòng đầy hoang mang. Người như Hảo Chi còn muốn lạc đường về, huống chi con ong bầu kia. Về nhà, Hảo Chi vội cất cặp, để nguyên áo dài chạy vội ra chuồng heo lỗ cột vẫn đen ngòm dường như một tổ hoa. Hảo Chi khẽ bội áp tai vào tận cùng trong tổ vọng ra tiếng gì mơ hồ lắm. Âm thanh nghe yếu ớt, khi thì như tiếng mọt ăn gỗ, lúc lại như tiếng kêu đòi của sinh vật bé nhỏ nào đó. Qua vành tai Hảo Chi, gió chạm vào miệng lỗ nghe cứ vi vu, vi vu. Hảo Chi vội vã thay quần áo và bỏ suốt cả buổi chiều ra ngồi cạnh cột chuồng heo. Hết nhìn chân chân lại áp tay vào lỗ cột hàng giờ liền. Nếu như con ông mẹ tìm được đường về thì giờ đã thấy nó ra vào tổ. Vậy là nó đã lạc đường thật rồi. Hảo Chi rưng rưng nghĩ và thấy oán kiêm minh vô cùng tận. Ông tướng này trước đây là người nó không ưa nhất. Giờ lại nếu Hảo Chi không mượn con ong cho giờ sinh vật, thì có lẽ gia đình ong êm ấm biết bao. Cho mãi tới khi tối mịt, Hảo Chi mới rời bỏ cây cột. Đêm, Hảo Chi trần chọc mãi, lúc nào cũng thoảng vào tai âm thanh buổi chiều nghe trong lỗ cột. Tiếng kêu như mọt đục, khi từ từ dưới vạt giường vọng lên, lúc tưởng như từ ruột gối kêu ra trở mặt phía nào hảo chi cũng nghe lời nguyền ấy vọng đến rồi hảo chi mệt mỏi thiếp đi vào giấc mơ với hình ảnh con ong bầu mẹ thắt eo lưng vàng đang thất thểu bay trên bầu trời thành phố đầy nắng trưa sau một đêm đầy khắc khoải mộng mị hảo chi vội tìm đến nhà kim minh hỏi tội cắt chỉ buộc con ong bầu kim minh tiếp hảo chi ngoài vườn nơi có bộ bàn ghế đá. Trên đầu hai đứa là dàn hoa muống biển ken dày, mát dập. Những chiếc lá muống biển xanh mướt xếp lớp lang thứ tự trên dàn. Hoa muống biển nhiều đến vô kể, cái trong lên, cái ngược xuống khắp nơi. Những đóa hoa hình cái chuông nhỏ, ngoài trắng, trong tím hoa cà, trông đến là đẹp. Vù vù, có hàng chục con ong bầu đang bay kia. Chúng hết thò ra đó hoa này, lại chui vào lòng hoa khác, vẻ bận rộn, không ngơi nghỉ. Chẳng biết con ong bầu nhà Hảo Chi có lạc bước đến nơi này không? Hảo Chi kể về tổ ong bầu nhà mình và hiệp sĩ Kim Minh giải thoát ong bầu bỗng chốc trở thành tên tội đồ. Vừa kể, Hảo Chi vừa ngó nghiêng trên giàn hoa nhưng trong hàng chục con ong bầu đang bay lên đảo xuống kia, chẳng có con nào chân đeo chỉ đỏ. Nghe Hảo Chi kể xong, kia Minh cười. Không hề chi, mình sẽ đền cho Hảo Chi con khác. Hảo Chi trợn tròn mắt, làm sao mà bắt được chứ? Kim Minh leo lên cái bàn đá. Trước mặt là một con ong vừa chui vào ống hoa, bèn thong thả túm ngay miệng hoa lại đoạn kim minh đem xuống thả nó vào một cái ly thủy tinh rồi đậy nắp con ong bị nhốt lại quần đảo vù vù trước sự thích thú của hảo chi nhưng làm sao biết nó là ong cái mà hảo chi đang cần con ong cái cơ mà mình sẽ đền hảo chi năm con điền chẳng lẽ trong năm con đó không có con nào là cái sao kim minh trấn an và chưa đầy mười phút sau năm con ong đã ôm nhau dù gì trong một bọc ni lông lớn nhìn dàn hoa muống biển nhà kim minh đẹp và nên thơ quá vì vậy lúc về hảo chi nằng nặc xin cho được một giây hảo chi sẽ trồng trong sân nhà mình tha hồ cho các loài ong hút mật những con ong bầu mà kim minh đưa cho hảo chi lần lượt cho chui cả vào lỗ tổ chúng ở hàn luôn trong đó hệt như nhà của mình dù chân chẳng có đoạn chỉ đỏ nào thấy vậy hào chi vui mừng vô cùng vì nghĩ mấy con ong sẽ tìm được mẹ nuôi rồi sẽ lớn lên bây giờ trước nhà hào chi đã xanh um dàn hoa muống biển để con ong mẹ nuôi thêm vui tổ mới hào chi đã ra sức chăm sóc giàn hoa sợ chỉ đỏ đã không buộc được ong bầu thì giàn hoa muống biển sẽ thay thế hơn nữa sẽ làm nảy nở tình bạn đẹp giữa Hảo Chi và Kim Minh Giàn muống biển với hàng chục bông hoa đủ để làm bận rộn cả ngày cho bảy ông Trong đó chắc chắn có sự bay lượn vui vẻ của mẹ nuôi Vẫn chú ông con nơi lỗ cột chuồng heo dạo sư không chừng Những chú ông con sẽ trùng phùng với mẹ ruột nó trên giàn hoa đầy quyến rũ cũng nên Hảo Chi thường nghĩ vậy Mỗi khi ngồi dưới những tiếng vù vù không ngớt của đàn ong bầu bay trên dàn bốn miệng. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Giấc mơ đến từ quá khứ của tác giả Chu Thu Hằng. Bây giờ, giọng đọc Hải Yến chuyển đến các bạn nội dung tác phẩm. có tính chuông điện thoại đổ dồn ai gọi vào lúc này nhỉ? kệ họ hải ôm nghỉ lấy hạnh hơi nóng tỏa ra từ mái tóc mới gội còn ẩm khiến hạnh có cảm giác ngột ngạt cô lùa tay vào mái tóc của hải cảm được từ chân mỗi sợi tóc sức nóng của thân thể tăng dần rồi ngợp đi bởi đôi mô chín nuỗng bị hơi nóng làm cho mỏng tang chuông điện thoại lại reo Hải gạt ống nghe ra khỏi máy điện thoại Hạnh ngoài người để xem ai Alo Hạnh cố nén hơi thở dồn dập trong ngực Giời ơi sao không nghe máy Đào hả có chuyện gì vậy Chuyện con khỉ Tao về Việt Nam giải quyết công chuyện Đang ở sân bay đây Hai tiếng nữa tao sẽ bay Đón tao nhá Chuyện gì thế Hải nằm sấp trên nệm Nếch đầu vẻ sốt ruột cái đào nó về nó muốn em đón không biết bây giờ nó như thế nào mười năm rồi bọn em không gặp nhau hải vòng tay qua người hạnh kéo cô vào lòng người hạnh ngây đuỗn lạnh dần em sao vậy tự nhiên em chẳng thấy hứng thú gì nữa cho em nợ được không hạnh dụi dụi đầu vào ngực hải đũng nịu cô vẫn làm như thế với hải mỗi khi trong người không được khỏe và lần nào hải cũng nhường cô lần này cũng vậy anh ừ khẽ trong cổ họng vỗ nhẹ tay vào lưng hạnh như du trẻ con ngủ em ngủ đi hạnh đặt bó hoa xuống ghế kéo hải ngồi xuống chiếc ghế đối diện máy bay xuống chậm một tiếng chắc đào cũng sốt ruột anh ạ hải nắm tay vợ bóp nhẹ Nhìn qua ảnh, đào cũng thuộc loại xinh đấy. Nhưng anh không thích phụ nữ táo tợn, cũng không thích em chơi với những người có cá tính như vậy đâu. Ôi, tình nó bỗ bã nhưng trung thực lắm. Chúng em thân với nhau từ bé. Nhà em ở trên phố chính của thị trấn, còn nhà nó ở trong ngõ chợ. Bố mẹ nó làm nghề bán lòng lợn. Từ bé, nó đã tiếp xúc với những người buôn bán trong chợ, chứng kiến nhiều cuộc cãi vã đánh lộn giành giật chỗ bán hàng của những người kinh doanh có gốc khác trong thị trấn với những người ở các xã lân cận đến chợ bán hàng. Bố mẹ nó cũng tham gia những cuộc cãi vã giành giật ấy. Những lúc như vậy, nó thường đến nhà em, lặng lẽ khóc. Rồi móc từ trong túi quần miếng tiết luộc, gói trong mảnh đi lông. Em và nó chia nhau miếng tiết lợn lặng lẽ nhấm nhác vị bùi bùi ươn ướt lành lạnh của thứ tiết lợn luộc từ sáng sớm cũng có lần nó chẳng mang tiết đến em và nó ra sau vườn nhà cậy nắp hầm giấm chuối vần sang một bên cái nắp hầm làm bằng đất trộn rơm to bằng cái mâm y ạch mãi mới vần được sang bên cạnh từ dưới hầm hơi nóng bốc lên nồng nồng mùi đất mùi hương và mùi chuối bắt đầu chín Em nhấc nải chuối phía trên mặt, bẻ những quả chín, nhét đầy vòng tay ôm trước ngực của nó, rồi vứt những quả xanh còn lại xuống hầm. Một lần đang vần nắp hầm thì bà em bắt gặp. Bà đánh em bằng sống quạt. Cái đào nhào vào, đỡ sống quạt thay em. Nó bị bà vụt cho hai cái. Mắt nó giáo hoảnh, luôn miệng nói, bà đừng đánh hạnh, cháu xui nó đấy ạ. À. Bà xoa vào mông nó, dân dấn nước mắt và nói, bà không tiếc mấy quả chuối bà chỉ muốn các cháu thật thà không phải ai sinh ra đã thành người xấu nhưng nếu liên tục làm điều xấu thì sẽ không trở thành người tốt được quả chuối là chuyện nhỏ nhưng giấu người lớn lấy trộm chuối lại là chuyện lớn lúc đó em chẳng hiểu hết những điều bà nói chỉ thấy buồn và xấu hổ thôi đào rủ em ra suối nhật đá kỳ con suối chảy qua thị trấn các nhà em độ trăm mét ngày ấy nhìn suối cứ ngỡ đó là sông vì nó rất rộng hai bên bờ đầy cỏ may em bà đào lội xuống suối cứ lội ngược dòng ra khỏi thị trấn đào cầm tay em nó bảo tao muốn thoát khỏi cái thị trấn nghèo nàn này mẹ ta bảo là muốn giàu thì chỉ có đi buôn tao cũng nghĩ như vậy nhưng buôn cũng có trăm kiểu buôn buôn kiểu của bố mẹ tao ấy chỉ đủ tiết lợn để ăn thôi. Em nhìn nó, mặt nó sọm lại, cái cằm nhô ra nhọn hoắt. Trông nó giống như là một bà già hơn là một đứa trẻ 14 tuổi. Đêm đó em kể chuyện với mẹ, mẹ bảo rằng muốn khỏi khổ chỉ có cách học, học càng lên cao, tầm mắt càng mở rộng và con sẽ biết cách làm thế nào để được hạnh phúc. Em tin mẹ nói đúng trong thị trấn, nhà em thuộc dạng nghèo. Ngoài giờ lên lớp, mẹ vẫn phải xay bột nặn bánh rán giúp bà. Bố dạy học ở tỉnh khác, tháng đảo qua nhà một lần. Nhà chỉ có bà, mẹ, anh Thắng và em. Bữa cơm mâm cơm trọng chơi chỉ có đĩa rau luộc và đĩa mắm tôm. Cơm sới lên, hai phần ba là sắn lát. Nhưng vẫn vui, vẫn đầy ắp tiếng cười. Mẹ bảo, đó là hạnh phúc em cũng tin là vậy nhưng cây đào không đồng ý với em điều đó nó vẫn nghĩ rằng muốn giàu thì phải đi buôn nhưng cũng từ đấy nó chịu khó học nó nói có học thì buôn dễ hơn hạnh nói như mê ngủ mặt đỏ bừng lên như cơn sốt cô đang xúc động mạnh hải bỗ nhẹ vào lưng hạnh anh vẫn có động tác này khi cần an ủi vỗ về cô. Có lẽ vậy mà Hạnh luôn cảm thấy mình bé nhỏ mặc dù cô đã bước qua tuổi 35. Xung quanh Hạnh, mọi người đi lại náo nhiệt. Hạnh vén lại mớ tóc để hờ kiểu tóc thề thời sinh viên, cầm bó hoa đứng lên. Anh tự tìm đào trong đám đông nhá. Ừ, Hải trả lời hiền lành. Đào kia phải không? Hải giật mạnh tay vợ. Đâu? Mặc với đầm màu đen ý, đang đẩy chiếc vali màu tím. Hạnh nhìn xăm soi và đám đông. Người phụ nữ mà Hải chỉ có vóc dáng khá đẹp, mái tóc tỉa ngắn, làm nổi gương mặt trắng hồng, có chiếc mũi khá cao. Hạnh chớp chớp mắt. Không phải đào, đào không hiền như thế đâu. Ôi giời, còn nỡm, có phải mày đi không hả Hạnh? một bàn tay nắm lấy vai Hạnh xoay mạnh lắc lắc. Hạnh và Hải cùng quay lại. Ngay lập tức, Hải lùi lại phía sau. Hạnh chân chối nhìn người đàn bà đứng trước mặt, miệng mấp máy. Đào! Đúng là đào thật rồi. Đôi dép cao ngất ngưỡng, khiến cho đào cao hơn Hạnh một nửa cái đầu. Cả người đào toát ra một thứ ánh sáng nhễ nhại, Hạnh không dám nhìn vào một nửa bầu vú để lộ sao của đào. Chiếc áo của đào mặc giống như một mảnh vải hình ống, quấn lấy một phần thân thể của đào để lộ nửa ngực trên, vai, lưng và tay. Đào cười bà lạ, đôi môi đỏ chót, mái tóc nửa vàng nửa hung. Tay, tai, cổ, chân, tất thầy đều đeo vàng. Lại là thứ vàng ta, rực lên như chuối chín. Càng nhìn càng trói gắt khiến đào chẳng khác gì một ma nưa canh trong các tiệm vàng. Hạnh kéo đào về phía chiếc taxi chờ sẵn. Hải lúi húi nhấc chiếc vali của đào đặt vào cốp xe. Đào nháy mắt. Hải đấy hả? Điện trai ra phết nhỉ? Ngồi trong xe, vượt qua cầu. Hạnh không nhìn đào. Mặt chiếc ra ngoài lơ đãng nhìn cảnh vật trôi lướt theo tốc độ của xe. Hải ngồi ở ghế phía trên, cạnh lái xe lặng thinh. Đào có vẻ ngượng. Đào lay vai hạnh. Sao mày không nói gì? Đang tính để cậu ở đâu cho tiện đây. Thế Hà Nội bây giờ khách sạn nào xịn nhất? Có lẽ về nhà mình nhá. Xin, cứ cho tao ra khách sạn. Đáng bao nhiêu tiền mà phải tiết kiệm chứ. Ở đó có người phục vụ. Ở nhà mày, hai vợ chồng đi làm hết, tao chơi với bốn bức tường à. Với lại, còn hẹn với vài mối làm ăn. Xong việc là tao về quê. Đợt này làm thủ tục cho hai cụ sang đó chơi vài tháng dối già. Đào nghển cổ qua thành ghế. Chiều nay em mời cơm. Anh Hải xem ở Hà Nội có quán nào xịn nhất thì dẫn đường nhé. Hải quay lại. Anh bận rồi. Em và Hạnh đi ăn với nhau đi cho Hạnh ở với em một đêm được không? Ừ. Xe dừng lại ở trước cửa khách sạn. Hai thanh niên mặc đồng phục lễ tân khách sạn ảo ra mở cốp nhấc vali xuống. Đào nắc nỏm, cũng giống tây già phết. Hải mở cửa cho Đào, rồi bước về phía Hạnh dặn nhỏ. Em ở lại với Đào, đừng nói chuyện khuya quá, mất ngủ, sẽ đau đầu đấy. Anh đâu có bận gì chiều nay đâu, bọn em cần có thời gian để hàn huyên chuyện ăn uống không ăn lúc này thì ăn lúc khác anh không thích đào phải không em đừng để đào nghĩ ngợi về vợ chồng mình nhé đào xốc lại chiếc áo ngực hai vợ chồng nói xấu tôi đấy phỏng đọc thư hạnh em hình dung anh hải khác cơ cỡ như anh là cây đại thụ bên cạnh một ngọn cỏ mềm ấy thế đào thất vọng hả Mê thì có. Hạnh ẩy đào, còn nỡm, để anh ấy đi kẻo muộn. Xe rổ máy vọt đi. Đào kéo tay Hạnh bước vào quầy lễ tân và nói, mày sướng thật đấy. Kim đồng hồ chỉ con số 12. Đêm sâu dần, Hạnh nằm sấp trên nệm nhìn sang giường đối diện. Đào nằm thẳng, cả người đào gần như phô ra hết qua làn váy mỏng và ngắn chẳng còn bóng dáng của cái đào xanh bùng của hơn chục năm trước đào bây giờ phố pháp gợi cảm khiêu khích mắt thiên hạ bằng sự mây mẩy tròn đầy của thân thể và cả những chiếc lắc chiếc vòng vàng đến nhức mắt cậu thật sướng sướng cái gì đào nhổm dậy xinh đẹp giàu có nhưng tâm hồn rỗng tuếch mình không nói thế nhưng đúng là thế suốt ngày chỉ có đếm và đếm nhiều lúc thấy đời vô vị hết sức hồi còn bé tao nói với mày muốn giàu thì phải đi buôn bây giờ tao đã là một con buôn nổi tiếng ở cái xứ bên đó đến thủ đô hỏi dân mình đứa nào cũng biết tao khi mới sang ấy ngoài giờ làm việc trong nhà máy tao lăn lộn kiếm tiền bằng mọi cách lúc rửa bát thuê trong một quán phở của một chủ người việt khi thầy làm bốc vác cho một cửa hàng đại lý bán quần áo kể cả những lúc làm con sen con ở cho người ta, ta vẫn không quên được giấc mơ làm bà chủ. Thế rồi, tao gặp Nam. Trước Nam ở Moscow, hộ chiếu đã hết hạn từ nửa năm trước nên Nam chẳng bao giờ dám bén mảng ra ngoài. Thế rồi chẳng biết bọn nào ghen ăn tức ở tố cáo với cảnh sát. Căn hộ mà Nam đang sống cùng vợ chồng người bạn bị cảnh sát ập đến kiểm tra. Nam tống số vàng vừa phân tích và một số hóa chất dùng cho việc phân tích vào toilet. Không tìm được chứng cứ, nhưng Nam vẫn bị trục xuất về nước vì hộ chiếu hết thời hạn. Một năm sau, Nam chạy sang được Slovakia làm cùng nhà máy với tao. Bọn tao kết thành một đôi và bắt đầu những vụ làm ăn. Lô hàng đầu tiên vận chuyển chót lọt, cầm 10.000 đô la trong tay, tao khóc nước nở sau này quen dần trai đi tao chẳng còn cảm giác khi đếm tiền nữa năm ngoái tao bị mất hai lô hàng thiệt hại vài trăm triệu chỉ thấy tiêng tiếc một chút đỉnh hình như bây giờ tao mất cảm giác rồi hạnh ạ mà chẳng phải tao nhiều đứa làm ăn xa đất nước đều có cảm giác ấy tiền giống như là viên gạch lát đường khiến người ta cứ mê mải bước hết viên nọ đến viên kia ngoảnh đầu lại thì thấy đồng hào lẻ nhìn về phía trước thì thấy đồng bạc lớn lùi lại thì tiếc đi lên thì thấy mọi cái đều vô định hút hát nhiều lúc mệt mỏi quá lại nghĩ kiếm tiền làm quái gì tiền có giúp mình lấy được lại tuổi thơ ngày xưa có giúp mình tìm lại được khoảng thời gian đẹp đẽ thời sinh viên đâu lúc nghèo thì mơ có tiền lúc có tiền rồi thì muốn được gần bạn bè gần bố mẹ cũng khó cũng phải tính toán đến nát óc mới có thể về được. ngày đến quan hệ vợ chồng cũng có những hố ngăn bằng tiền. nhiều lúc nhớ nhà nhớ bạn bè cũ rủ nhau vào nhà hàng ném vài nghìn đô vào bàn tiệc chỉ để mua một trận cười. để rồi vài ngày sau đó vẫn ngậm ngùi tiếc nuối những kỷ niệm trong quá khứ. tao không thể tìm lại mình ở cái chốn ấy mà ạ. À tất cả quay cuồng trong cơn kiếm tiền tao muốn dừng lại cũng khó dừng lại là lạc lõng là chấp nhận văng ra khỏi guồng quay là đói mà có phải ai cũng làm ăn được như bọn tao đâu nhiều lúc tao cũng muốn về nước sống nhưng nam sợ nam bảo ở bên đó quen rồi kiếm tiền cũng dễ về nước bây giờ thua chị kém em mấy đứa bạn thời đại học của nam giờ đã thành ông nọ bà kia rồi ở bên đó đi buôn chẳng ai biết nhục nhã một chút luồn cúi một chút cũng chẳng ai hay chứ về nước mà đi buôn thì xấu hổ với bạn bè lắm tao không ngại điều ấy nhưng thấy nam nói cũng có lý đi đây đi đó bao nhiêu năm cứ tưởng mình vượt xa bạn bè cỡ nào té ra vẫn ở vạch suốt phát đào nhỏm dậy ra khỏi giường đi vào toilet xúc miệng sùng sục nhổ toèn toẹt xối nước ầm ào như muốn thoát khỏi giấc mơ phù phiếm của chính mình hạnh đã ngồi dậy từ lúc nào đào kể tiếp tao thuê hai người tây giúp việc nhà một đứa trông hai đứa trẻ còn đứa kia thì cơm nước chợ búa có bao giờ mày nghĩ người giúp việc của mày là người tây không hai đứa con của tao bây giờ nó thạo tiếng slovakia hơn tiếng việt Tao không muốn như vậy, nhưng tao chẳng có thời gian mà dạy dỗ chúng. Đào mở vali, ném chiếc váy mềm sượt sang giường hạnh. Thay đồ này mà ngủ cho dễ chịu, tẩm quá. mặc quần áo của mày mà ngủ thế quái nào được. Hạnh thẹn thùng, lúc đi đón cậu, nếu biết ngủ lại đêm tại khách sạn thì mình sẽ mang quần áo theo rồi. Vẽ, thay đi. Hạnh chút bỏ lớp quần áo dài, khoác chiếc váy màu hồng nhạt vào người. Chiếc váy hơi rộng, làm người Hạnh như dài da thon cao. Ôi giời ơi, đẹp kinh khủng! Tao cho mày luôn cái váy ấy đấy. Lão Hải lấy được mày, chẳng khác gì mèo mù vớ cá rán. Thế chuyện con cái của bọn mày thế nào rồi? Tại mày hay là tại Lão Hải? Vào từ rũ, làm cái thụ thai trong ống nghiệm, thiếu tiền tao cho, cũng chẳng biết là tại ai một lần mình và hải đi khám bà bác sĩ là bạn của chị dâu mình chẳng hiểu sao không ai nói cho mình biết kết quả sau đó mình rủ hải đi khám vài lần nhưng anh ấy không chịu đi hải bảo sống thế này cũng vui rồi con cái là lộc trời cho trời cho được thì được trời bắt không đành không những lúc ấy thái độ của hải lạ lắm hình như hải giấu mình điều gì thì phải thế sao mày không làm cho ra nhẽ mình cũng định làm như cậu nói nhưng mấy đứa cùng cơ quan khuyên là khi người ta mời mày ăn món thịt lợn rừng thì mày cứ tin rằng mày đang ăn món thịt lợn rừng đừng tìm hiểu làm gì cả nếu xuống bếp xem đầu bếp nấu nướng biết món thịt lợn rừng mày đang ăn chỉ là món lợn xề được sơ chế thì mày sẽ đau khổ hải rất yêu trẻ con mình biết điều đó khi nhiều lần bắt gặp hải nhìn theo những đứa trẻ trong khu tập thể nhưng rất ít khi hải nói với mình về những đứa trẻ hải sợ chạm phải nỗi đau nào đó đang hiện hữu giữa chúng mình mình linh cảm chính mình là người không thể sinh đẻ chỉ có vậy hải mới cương quyết không cho mình đi khám hải khác với nam của tao Nam thích sự song phẳng và song phẳng ngay cả với vợ. Chúng tao chia nhau các khoản chi trong tháng, tiền nhà, tiền trả lương người giúp việc là của Nam, còn tao thì chi ăn uống hàng tháng. Khách của ai, người ấy bỏ tiền ra mà đãi. Hàng và tiền gửi về nước cũng được chia song phẳng như thế. Một container bên ngoại, một container bên nội. Nam bảo rằng, lỡ có chuyện gì sau ly dị, chẳng ai có thể trách được. Tao ghét kiểu sòng phẳng của Nam, nhưng đã chót buộc vào nhau thì có phải đâm lao cho đến khi nào lao gãy mới thôi. Tao hơn mày mọi điểm, xinh đẹp, tài năng, công việc. Ngay đến cái chuyện còn con là lấy chồng, mày cũng hơn tao. Cậu nói quá, nói cho đúng. Hải là cái phao trong cuộc chạy trốn của mình, chạy trốn những lo lắng của mẹ, chạy trốn cái ngấm nguyết của chị dâu, và chạy trốn những tiếng thở dài của anh Thắng. Mẹ muốn anh Thắng xin việc cho mình, nhưng chị dâu khó chịu ra mặt. Căn hộ vẫn chỉ có hai phòng, giờ đã có thêm hai chó bé. Mình mà về đấy, chỗ nằm trên chuồng gà cũng chẳng còn. Thế là mình quyết định chạy trốn vào Hải. Nhưng Hải không phải chỗ để mình dìm chết cuộc đời cho Hà giận. Hải đã giúp mình ngoi lên, vào bờ và sống đúng với những gì mình có thế cái nghề tòa án của Hải chắc là kiếm được chứ. Tạm tạm, lương cơ bản, tiền ăn trưa, thêm chút ít bồi dưỡng nếu có phiên tòa. Mày học nói phép từ bao giờ thế? Ở bên đấy, đọc báo, thế liên tục có những vụ án lớn. Bị cáo toàn là vua ma túy nọ, chủ ma túy kia. Họ hàng nhà chúng nó không biết cách chạy à? Cứ hạ cho chúng nó một nấc án là mình sống được cả đời đấy. Nhưng Hải không thuộc loại người như vậy. Anh ấy có thể chết nếu biết mình đã tiêu một đồng tiền của ai đó liên quan đến vụ án. Bị cáo cũng vậy và bị hại cũng vậy. Đúng là đồ hâm. Nghe Đào nói vậy, Hạnh đỏ mặt, hai thấy dương nóng bừng. Cô thấy mình bị tổn thương, không phải vì thái độ bỗ bã của Đào, mà bởi sự trong sạch của Hải đã trở thành lạc lõng đến khó tin trong mắt người khác. Nhiều người không tin, họ không tin cũng chẳng sao, lẽ nào bây giờ đào không phân biệt được đâu là lời nói thật. Phải chăng giữa cô và đào đã có một hố ngăn cách bằng chữ tiền biết hoa, như đào nói về quan hệ vợ chồng giữa đào và Nam. Đào trườn khỏi giường, sang giường hạnh, cô áp bờ vai Trần vào người hạnh thẽ thọt. Giận tao đấy à? Tính đào nghĩ gì nói nấy? Nhiều lúc chẳng đúng Mày biết rồi còn gì Người như Hải hiếm thật đấy Người như mày cũng hiếm Nếu mày không chê Tao biếu vợ chồng mày 5.000 đô la làm vốn Không kinh doanh thì gửi tiết kiệm Phòng khi cần đến Hạnh lắc đầu nói Đừng Hải chẳng bao giờ đồng ý đâu Mình cũng vậy ngày trước mình và cậu tranh cãi với nhau về lời khuyên của mẹ rằng phải học lên cao càng cao thì tầm mắt càng mở rộng và con người ta sẽ biết làm thế nào để có hạnh phúc cậu bảo muốn giàu muốn hạnh phúc thì phải có tiền phải đi buôn lúc đó mình cũng không nghĩ được rõ ràng như cậu mọi ý nghĩ trong mình mơ hồ lắm bây giờ thì mình hiểu rồi hạnh phúc đối với mình cũng giản dị như chính mình vậy mình được sống đúng với mình hải cũng vậy Cuộc sống không đơn giản. Bài toán, cơm áo, gạo tiền luôn gây áp lực với tất cả mọi người, nhưng không phải ai cũng dễ dàng bị nó khuất phục được. Đào đứng dậy, đi về phía cửa sổ. Vòng trời sáng dần, nhìn rõ những đám mây trắng nhòa nhòa sau cửa kính. Đào nói, Chưa, chờ tao ở cơ quan nhé, xong việc với mấy đứa bạn, tao đón taxi đến chỗ mày rồi đi ăn. Ăn xong, tao với mày đi vào hiệu sắm ít quần áo. Mày thích cái gì tao tân trang đến tận răng. Đừng, mình chỉ cần tình bạn của cậu, cần những kỷ niệm trong quá khứ thôi. Cần cậu nhớ đến những điều đó khi xa quê. Chuyện tiền chưa nói, chuyến này đừng có chối. Mày cho tao được làm một cái gì đó cho mày hạnh nhá. Giọng đào nhỏ hẳn đi. Khi đặt chân lên máy bay về nước, tao tự hào lắm cứ nghĩ tiền bạc sẽ làm cho tao cao hơn người oai vệ hơn phi thường hơn nhưng bây giờ mới biết không phải như vậy trong hai đứa mình mày thực sự tìm thấy hạnh phúc tìm thấy giấc mơ ngày bé của mình tao tưởng tao đã tìm thấy đã tưởng nắm giữ được nó làm chủ được nó hóa ra nó vẫn ở tận đầu tận đâu có tiếng chuông điện thoại alo anh hải hả bọn em xuống ngay đây đào đưa tay quệt nước mắt đó là kiểu quệt tay của cái đào con nhà bán lòng lợn ở thị trấn trung du ngày xưa chứ không phải là kiểu làm duyên của một người đàn bà giàu có hải đang đợi ở lễ tân mặc quần áo nhanh lên sáng nay hải khao hải nói thế đào nói liến láu dốc ngược chiếc túi ra đựng đồ trang điểm ra giường, rồi ôm cả sấp váy trong vali ra trọn, ướm, mặc vào rồi cởi ra. Hạnh vừa thay quần áo, vừa lo lắng. Không biết hôm nay Đào mặc đồ hở như thế nào. Vừa bước ra khỏi thang máy, Hạnh khựng lại khi thấy Hải đứng sát lối vào thang máy bộ đồ màu sáng làm hải nổi bật trong buổi sáng nơi khách sạn vừa được đánh thức. Nhưng da mặt sạm lại, mắt đo đỏ. Anh không ngủ được phải không? Nhìn em kìa, chắc cả hai thức trắng đêm rồi. Bọn em vui chuyện, còn anh? Đào ngúng nguẩy, bật quả bóng sang Hải. Thì nhớ các cô chứ sao? Hải cười, nụ cười độ lượng. Hôm nay anh quyết định nghỉ việc để đưa các cô đi suối tiên chơi. Đào chưa biết suối tiên phải không? Thật đấy nha." Đào cười tưng bừng. Hạnh quay sang Đào, "Sa bảo hẹn với mấy người bạn làm ăn, kệ họ, không gặp hôm nay thì gặp ngày mai." Hạnh cầm tay Hải dò xét, "Anh không bận sao?" "Anh muốn em vui." "Đào là bạn của em cũng là bạn của anh." anh cần phải làm quen và thừa nhận một tình bạn giữa em và đào hạnh khoác tay hải nắm tay đào bước ra cửa đường phố tấp nập người vào thành phố người ngược ra ngoại ô hải ngồi phía sau hạnh và đào câu chuyện của anh bắt đầu từ cái hầm chuối bị hạnh và đào khui nắp gần hai chục năm về trước hạnh nghiêng đầu vào vai đào Chiếc áo đà mặc hôm nay thật đẹp Cổ cao, tay lỡ, màu áo vàng dịu Những chiếc vòng vàng cũng đã được cất đi Đào giản dị như một chùm nắng Có trói gắt nhưng dễ nhìn Dường như có một sự thay đổi đang diễn ra ở đào Có vẻ đào đang cố lội ngược dòng Để tìm lại mình trong quá khứ Thưa các bạn, hai nhân vật chính Đào và Hạnh trong truyện ngắn Giấc mơ đến từ quá khứ của tác giả Chu Thu Hằng là đôi bạn thân thiết từ thuở nhỏ, trải qua bao vấp pháp thăng trầm, dẫu xa mặt nhưng chẳng cách lòng, vẫn đồng hành dù người ở trong nước, kẻ làm ăn ở xứ người. Tác giả dụng công xây dựng tính cách nhân vật, mỗi người một vẻ bổ sung cho nhau sự thiếu hụt hạnh nề nếp giản dị nền nã khiêm nhường nhưng cũng khá thẳng thắn không khoan nhượng dám đấu tranh đào có cá tính mạnh mẽ táo tợn quyết liệt đã nói là làm và làm đến cùng sự xuất hiện của đào cùng tính cách khác người của cô theo cấp độ tăng dần thoạt tiên ở những câu chuyện kể của hạnh sau đó là một cô đào bằng xương bằng thịt từ nước ngoài trở về hình ảnh đào xuất hiện ở sân bay gây choáng váng cho vợ chồng người bạn thân đến đón từ ngoại hình khác lạ cho đến cách nói năng bỗ bã toàn mùi tiền bỗng chốc đào trở nên xa lạ trong mắt bạn bè dù giữa họ có điểm chung ký ức về một thời tuổi trẻ cơ cực quá khứ đói nghèo luôn ám ảnh họ nhưng mỗi người lại có sự lựa chọn khác nhau để thay đổi quá khứ ấy nếu như cái hạnh Muốn thoát khỏi đói khổ chỉ có cách duy nhất phải học. Thì với Đào, ngay từ lúc 14 tuổi đã nghĩ rằng muốn giàu thì phải đi buôn. Vợ chồng Hạnh Hải đã dung hòa được cả hai khía cạnh vật chất và tinh thần trong cuộc sống. Hạnh phúc đối với Hạnh rất giản dị, được sống đúng với mình. Cô đã may mắn có Hải bờ vai vững chãi để nương tựa và tin cậy gửi gắm yêu thương. Tình yêu của họ khác hẳn cái gọi là mối tình nơi xứ lạ giữa đào và nam. Họ dựa vào nhau trên nền tảng thực dụng, cái đích cuối cùng là nhét đầy hầu bao. Nuôi ý định làm giàu từ nhỏ, nên nào quyết rũ bỏ đói nghèo bằng mọi giá, chấp nhận đánh đổi hết thầy. Nếu vậy, ắt dẫn đến hậu quả, tiền hết thì tình cũng tan. Khai thác mảng đề tài xã hội, chuyện ngắn giấc mơ đến từ quá khứ đưa ra góc nhìn đậm chất hiện thực hãy biết tỉnh táo lựa chọn đào đã từng có thời gian đi quá xa gốc gác của mình trong cuộc vật lộn bươn trải ở xứ người những tiêu cực và mặt trái của cơ chế thị trường đã khiến cô quay cuồng trong vòng xoáy mưu sinh may thay cô đã nhận thức cái được và cái mất trong so sánh với cuộc sống bình thường của vợ chồng hạnh hình ảnh ấn tượng về đào Chói gắt nhưng dễ nhìn, chính là sự thay đổi dần dần để cô sống đúng với mình, được là chính mình sau chuyến trở về quê nhà đầy ý nghĩa. Thưa các bạn, Trần Thùy Mai là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ nhà văn trưởng thành sau chiến tranh. Chị thường viết về những vấn đề gần gũi của cuộc sống như tình yêu, tình người, số phận con người. Ẩn sau mỗi trang văn Trần Thùy Mai là vẻ đẹp những trang đời với cảm xúc sâu lắng mang đậm giá trị nhân văn trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay mời các bạn nghe chuyện ngắn chiếc nhẫn ngọc của nhà văn trần thùy mai qua giọng đọc vân anh <laughs> Sân thượng khách sạn, người đàn bà đang ngồi chờ anh. Tên tôi là Manuel, người ta thường gọi là Manu. Làm việc với khách sạn hơn 6 năm, tuấn đủ kinh nghiệm trong ngành du lịch để nhận biết khá nhanh về nhân thân của người khách lạ. Người đàn bà này lịch lãm, quen tiếp xúc với nhiều người. Tên tuổi như vậy, nói tiếng Pháp chuẩn như vậy, nhất định là dân Pháp. Nhưng mái tóc đen như thế thì người Pháp không có. Cũng không phải là người Việt. Người Việt không có đôi mắt này. Đôi mắt tòa ánh sáng huyền bí như mắt của người Ấn hay người Mã Lai. Tuấn phân phân, nhưng anh không hỏi. Du khách đến khách sạn giống như đoàn lữ hành qua sa mạc, đến và đi với gió họ thường không thích lưu lại dấu chân mình trên cát các bạn gái tôi giới thiệu anh họ bảo anh dễ mến lắm tôi đến đây chỉ có một mình thôi tuấn hiểu anh là một nhân viên khách sạn đẹp trai và khá khôn lanh nhiều nữ du khách đã trở nên thân thiết với anh sau một lần lưu trú anh luôn tìm hết cách để chiều lòng họ và anh chẳng thiệt thòi gì nhưng hôm nay e phải từ chối mai là lễ ăn hỏi của anh sáng nay anh đã xin nghỉ nhưng đúng một phút trước khi rời khách sạn thì nhận được tấm danh thiếp của người đàn bà lạ tuấn nghĩ cách từ chối mà không phải nhắc đến vị hôn thê của mình anh là người sành tâm lý phụ nữ. Đàn bà, họ luôn muốn đập tôn, dù là trong mắt một người đàn ông xa lạ. Và lại, festival còn kéo dài đến hết tuần, mà đến ngày kia anh đã có thời gian rồi. Thưa bà, nhưng cũng đúng lúc đó, người đàn bà mở miệng nói, nên theo phép lịch sự, anh phải nhường lời cho phụ nữ hôm nay tôi muốn đi một chuyến về phía tây các bạn tôi bảo anh có xe riêng rất tốt phải không đúng vậy anh đã mua xe để thêm thuận lợi trong công việc cũng vì chiếc xe mà hiện nay anh còn mắc nợ ít nhiều anh rất muốn nhận chuyến đi này nhưng không thể được Liên rất hay hờn, vẫn thường giận dỗi bảo anh chỉ biết tham công tiếc Việt, chẳng dành đủ thời gian cho nàng. Anh đã lao đao nhiều lần, suýt vụt mất cô bạn gái xinh xắn nhỏ bé, nếu bà mẹ nàng không luôn miệng bênh vực và tán riêng ông con rể tương lai. Tôi sẽ không quên công anh, Manu nói. Bà cử động hai bàn tay đang nắm lấy nhau, đặt trên mặt bàn, một cử động hết sức uyển chuyển làm nổi bật lên chiếc nhẫn ngọc xanh biếc. Theo Tuấn, cử chỉ ấy mang một ngộ ý khá rõ rệt. Thấy ánh mắt chàng trai, Manu hỏi rất tự nhiên. Anh có thấy chiếc nhẫn này đẹp không? Tuấn gật đầu. Ngọc lục bào phải không? Anh hỏi. Người đàn bà im lặng mỉm cười. Tuấn buộc miệng. Phải đến ba nghìn đô la ấy nói xong tuấn chợt thấy ngượng anh nhận ra mình đã có câu nói hớ hênh không thanh lịch chút nào thật là tầm thường mình đã mở miệng hỏi giá tiền trong khi lẽ ra phải tán dương vẻ đẹp của nó may sa manu không có vẻ gì phản cảm với anh bà ta chỉ vỗ vai chàng trai thanh niên với một vẻ bao dung anh sành giá cả như thế nhất định biết rất rõ các thứ ngọc quý tuấn lấy lại tự tin không biết từ lúc nào anh đã quên mất lời cáo từ tuấn cho xe lướt rất êm manu ngồi bên cạnh cặp mắt sâu và đen nhìn đăm đăm về phía núi xanh trước mặt điện thoại di động trong túi tuấn rung nhẹ chắc chắn là liên tuấn hơi bối rối nhưng rồi anh quyết định để nó rung thoải mái cho tới khi tắt anh nhủ thầm sẽ cố xong mọi việc với Manu để về sớm. Còn lý do để giải thích với Liên thì khi nào cũng có sẵn trong đầu anh ngại gì. Tự thu xếp với mình như vậy, anh thấy yên tâm. Nhận ra Manu đang hướng anh đi theo con đường dẫn lên A Lưới. Không sao, đường này anh cũng đã đưa du khách đi nhiều lần. Khách nước ngoài rất thách du ngoạn những vùng đất hẹp trong sơn ao chị muốn xem những vùng có người dân tập phải không mình phải kịp về trước khi trời tối đó ban đêm ở vùng cao không an toàn đâu tôi đã nhận trách nhiệm với khách sạn phải đưa chị đi về an toàn anh đã nói dối thói quen nói dối trơn tru không cần suy nghĩ đêm vùng cao ở đây chẳng có gì nguy hiểm cả chỉ có điều anh đang cần về sớm manu xem chừng chẳng bận tâm mới đến lời hăm dọa của anh bà ta bảo tôi có bản đồ đây tôi sẽ chỉ đường cho anh thế tuấn trưng hừng manu mỉm cười giải thích tôi là biên đạo múa ở nhà hát trẻ thành phố s tôi đang dựng một vũ kịch trong đó nhân vật chính là cô bé Kalanga nga người tà ôi sao lại là người tà ôi đúng vậy ở pháp không có dân tộc ít người nhưng đề tài về các dân tộc miền núi làm người ta quan tâm làm sao chị biết về người ta ôi từ tít bên kia trời đã sẫm chiều khi ra đến chỗ để xe hơi manu ngồi bệt xuống vệ cỏ tuấn trải tờ báo ra bày mấy thứ thức ăn khô có sẵn trong xe Manu uể oải nhai màu bánh mì với một lát xúc xích. Phần Tuấn đã đói cồn cào. Anh muốn hết những thứ đã mang theo. Manu, mình về thôi. Manu nhìn lên mặt tái xanh. Lúc đó Tuấn mới nhận ra dưới vẻ mạnh mẽ và tự kiềm chế. Người đàn bà đang xúc động cực độ. Anh hoảng hốt. Manu, chị cần phải nghỉ một chút. Tôi đưa chị vào làng nhé. Nghe câu nói của anh, Manu giật mình. Khỏi cần. Tôi không vào đâu. Trên xe được rồi. Tuấn lật ghế ngồi. Tạo thành một cái giường song song. Manu ngả lưng xuống băng ghế sau. Vẻ như kiệt sức. Tuấn giúp Manu kê đầu lại cho ngay ngắn cởi giúp bà ta đôi giày đang bó chặt lấy cổ chân. Anh do sự không biết con nên giúp Manu nới những cái móc cái cúc tế nhị hơn không. Rồi có lẽ được cảnh hoang vắng chung quanh khuyến khích, anh ôm choàng lấy Manu, ngực sát và ngực người đàn bà. Hai bàn tay anh vuốt từ dưới gánh lên đôi vai, rồi dọc theo lưng Bằng cách đó, anh làm cho người đàn bà thư giãn và tỉnh táo sau cơn xúc động mạnh. Mặt bà ta hồng lên, mắt mở. Tuấn cúi xuống, những lọn tóc rũ trước chán khiến khuôn mặt anh mang một vẻ buông thả mê muội. Xem kìa, Tuấn, sao vậy? madu hỏi. Tuấn nói không quanh co. Tôi thích chị. Manu ngồi dậy, nói như hụt hơi. Cảm ơn. Nhưng tôi không thể. Tôi lại có cảm tưởng như ở trong lễ Park Phương. Tôi sợ đến không thở được. Tuấn bóp chán Manu. Vầng chán giờ đây lạnh buốt. Anh phải cố cho hơi ấm trong tay anh thấm vào. Đừng sợ. Chị sẽ thấy dễ chịu ngay thôi mà trong tay anh, mạch cổ tay của Manu dần đập đều trở lại. Tuấn lấy tấm chăn có sẵn trong xe phủ lên người Manu. Anh muốn biết Park Ruong là gì phải không? Cứ ngồi với tôi một chút, tôi sẽ kể cho anh nghe. Tuấn là người phóng túng, nhưng khi cần anh biết kiềm chế bản thân. Thôi, không quấy rầy Manu nữa anh ngoan ngoãn ngồi bên bà ta trong tấm chăn ấm bên ngoài xương xuống ướt sầm trên kính xe chung quanh trời đất tối mịt thành một khối đen vô tận ca lang nga vừa đi vừa thút thít khóc lúa đã về nhà rồi chỉ còn nửa con trăng nữa là đến tết tế thần yang cho xong cả nhà sẽ được ăn cơm mới nhưng năm nay thì không được rồi. Nhà A Việt đã dục đón sâu, chỉ năm sáu bữa nữa là phải ra đi. Ca Lang Nga 12 tuổi, cả bản làng khen cô đẹp, phơi phới như lúa đầu mùa. Những người sàn nói Ca Nga giống mẹ. Mẹ chỉ còn là người đàn bà đen đúa gầy còm sau nhiều năm vất vả. Vậy mà ngày còn trẻ, mẹ ca lang Nga nổi tiếng đẹp nhất vùng, có tài dệt thổ cầm rất khéo. Cha ca lang Nga đã phải đi phay ở nhà A để nạp tiền văn, tiền thách cưới mới đủ. Vì món nợ ấy, ca lang Nga vừa lọt lòng đã được chủ nợ đặt cọc. Bây giờ, mẹ ca Nga đã chuẩn bị cho con váy áo và chiếu nằm. Ca lang Nga bứt tóc van xin cho con ăn cơm mới ở nhà. Mẹ ca lang nga lắc đầu. Không được đâu, nhà trai đòi đón dâu từ hồi con năm tuổi. Khất nhiều lần rồi, không khất thêm được đâu. Cha ca lang nga thì trừng mắt bảo con. Mày làm dâu nhà A vét thì có vước lắm rồi, làm dâu nhà sang được đeo dây ca ten ngàn sợi không hơn ở nhà khó quanh năm ăn củ nưa à người lớn đã nói vậy cá lang nga chỉ còn biết nuốt nước mắt thôi bên nhà a vết đã nối thêm san mới a vết khuất giàu có nhiều vợ nhiều con cháu nhà dài đến chín gian cá lang nga chưa đến gần bao giờ nhưng cô bé sợ ông ta sợ lắm a vết khuất là người thợ săn hùng mạnh và cũng rất hung dữ một lần khi lên 8 tuổi, Kalanga đã nhìn thấy người vợ thứ ba nhà A-Vết bị xử tội. Người đàn bà bị buộc vào sau ngựa và bị kéo lê đi khắp xóm, thân hình đầy máu. Một hôm trước ngày đón sâu, cô bé đã chạy đến nhà Pa Seng Rêm. Người lái buôn thường về xuôi buôn bán sau mùa khặt. Bác Rem, cháu có nhiều đồ quý, bác bán dùm cháu được không? cô bé vừa hồn hển nói vừa quỳ xuống, buông vạt váy mà cô đang lật lên, khư khư bụng lấy trước bụng. Một mớ hòn cuội trong nhẵn bóng đổ ra trên sàn. Đó là thất thầy những viên cuội đẹp nhất mà cô bé ca lăng nga nhạt được trong những lần đi cõng nước ngoài suối trong suốt năm năm. Ba siêng rêm ngạc nhiên. Thì mày muốn gì? nga năn nỉ cháu nghe nói bác về xuôi đem vật quý của từng về đổi gạo muối bạc cháu muốn nhờ bác đổi những thứ này xa bạc ạ à. những hòn cuội người kinh họ không thích mày cất đi mà chơi Và lại mùa này ta không đi buôn đã có ông bạn người kinh đem xa phia nồi đồng thanh la muối lên cho ta rồi hy vọng tiêu tan, ta lang nga rời xã, quỳ phục trên sàn, không đứng dậy nổi. Cô không biết rằng trong tư thế ấy châm cô rất đẹp. Tấm xèm ngắn quàng từ ngược xuống đầu gối co lên để lộ đôi chân tròn và bóng mượt như thân chuối non. Nước mắt cô chảy từ cằm xuống vành ngực bầu bĩnh sau đường hoa văn căng tròn trên tấm thổ cầm người lái buôn miền xuôi ngồi bên cùi hàng nhìn cô đăm đăm khi ca lang nga lượm lại những viên sỏi buồn bã xuống đến chân cầu thang một bàn tay giữ bờ vai cô lại tội nghiệp em em đừng sợ tôi thương em lắm trong bóng tối trên bàn tay người đàn ông hiện ra một vật sáng lấp lánh một chiếc nhẫn màu xanh ngọc đấy lần đầu tiên cô bé thấy một vật quý như vậy hai mắt cô không thể rời khỏi ánh xanh huyền ảo của nó em ra gặp tôi ở bờ suối ngoài bìa rừng tôi sẽ giúp em calang nga đã nghe dân làng nói về xa phia và ngọc chúng rất quý chỉ những nhà rất giàu mới có được nhưng cô bé cũng hiểu lời hẹn ngoài sừng có nghĩa là gì cô run lên giọng khàn đi tôi sợ lắm đừng sợ tôi thương em lắm mà từ chiều mai em có thể trả cho a bết khết gấp bốn gấp năm lần tiền văn còn phải sợ ai nữa nga vã mồ hôi xa em không biết luật tục sẽ xử trí thế nào trong trường hợp này em muốn về nhà hỏi mẹ nhưng không thể được viên ngọc xanh như có sức thôi miên cô bé đờ đẫn bước đến gần mắt tán và chiếc nhẫn la nga ra bìa rừng người đàn ông chờ cô bên bờ suối cô bé sợ hãi và đau xát dù xinh đẹp phồng phao nhưng cô cũng chỉ là một đứa trẻ một đứa trẻ đã biến thành đàn bà. Từ nay, cô là một dạng trẻ con đàn bà. Đàn bà vì hai lẽ, cô đã biết đàn ông và đã có nữ trang. Nhưng món nữ trang không dễ bán. Pa Siêng Rêm lầm lì cầm chiếc nhẫn, soi trước ngọn lửa rồi bảo. Mày ngu quá, đây không phải là ngọc, chỉ là viên ve chai thôi. Tao trả mày ba đầm xu thôi. Cà Nga kêu lên thất thanh. Không, nó là Ngọc mà. Tao đã bảo là ve chai. Rêm giận dữ quắc mắt. Nắm chặt nó vào bàn tay lão. Cà Nga cũng không chịu thua. Cô bé lăn vào, mắm môi, giật bằng được chiếc nhẫn cô quay mình chạy băng băng xuống cầu thang, đuổi theo người đàn ông miền xuôi. Ở cuối bàn làng, gã miền xuôi đang buộc hai gùi hàng vào hông xe máy chuẩn bị lên tường. Ta la nga đâm bổ đến tóc cô rũ rượi. Ba siêng rêm bảo tôi, đây là chiếc nhẫn xạ. Người đàn ông tức giận. Bà riêng xem nói gian đó, cái nhẫn đó quý lắm đó. Ca Lang Nga lắc đầu. Nước mắt đầy mặt. Tôi chỉ cần ba mươi nén bạc trắng thôi. Ông mua cái nhẫn cho tôi đi. Gã lái buôn biết cứ đôi co như thế này thì dân trong bàn sẽ đổ xa, tai họa sẽ ập xuống đầu cả hai. Bỗng một thoáng trong óc người đàn ông lóe lên một ý nghĩ táo bạo. Hắn ta sốc ca lang lên, đặt ngồi lên xe trước mặt hắn và sổ máy. Nga bị bắt cóc khi chưa về nhà chồng cha mẹ cô bé chẳng bao giờ có đủ tiền để trả cho nhà a vét manu dừng kể trong đêm vắng tuấn nghe tiếng xương rơi lộp bộp trên trần xe rồi họ ra sao người ta ôi xử sự, sự với họ như thế nào luật tả ôi với tội bội hôn là rất nghiêm khắc. Dù nhà gái có chạy đến góc bề chân trời nào cũng khó mà thoát, nhất định phải đền của cho nhà trai, có khi còn bị chém giết. Bóc ruông là như thế đấy. Cái dùng mình của Manu sát bên Tuấn khiến bất xác anh cũng thấy sợn gai ốc cảm thấy như uy lực của ngôi nhà mồ tà ôi đang ngự trị đâu đây sát bên anh trong bóng đêm. Còn ca lang Nga, cô ta sau này ra sao? Nhiều chuyện xảy ra với con bé kể thì dài lắm. Cuối cùng nó được đưa vào cô nhi viện của các nữ tu dòng mến thánh giá. Sau đó thì được một người Pháp nhận làm con nuôi. Bên ngoài xe, bóng đêm loãng dần, tiếng xương rơi thưa đi. Những dạng cây xa xa lờ mờ hiện ra trước một quần sáng đang ửng lên. Mặt trời sắp mọc. Calanga lớn lên ở Paris, được học hành tử tế. Nó dần dần quên hẳn quá khứ. Khi mọi chuyện đã vượt qua sức của một người Người ta chẳng còn cách nào hơn là quên đi để sống lại một đời khác. Nhưng rồi sau nhiều năm, Kalanga bắt đầu có những thông tin từ nguồn cội của mình. A biết khết đã không giết và cũng không đòi nợ cha mẹ nó. Hóa ra, ông ta không hoàn toàn khủng khiếp như nó tưởng. Trước chủ làng, ông ta nói họ không có tội thế Kalanga nghe kể với chị như thế sao vâng theo tôi ông ấy đã có suy nghĩ vượt hẳn những người cùng thời trong bộ tộc ông đã phát hiện cái mà bây giờ người ta gọi là trách nhiệm cá nhân tuấn gật gù không nói từ đó Kalanga nghe không hề ngủ được tâm thức tả ôi sống dậy trong nó nhiều đêm, nó mơ thấy mình bị chủ làng kéo lê trên mặt đất trong lễ rửa nhục. Anh biết đấy, người ta ôi không chịu ảnh hưởng đạo nho, họ không có những quan niệm về lễ giáo. Với họ điều quan trọng là luật tục. Cà La Nga không thể sống yên khi chưa đền cho A Vết khết ba mươi nén bạc trắng. Thế còn chiếc nhẫn nó là thật hay là giả? Manu đưa bàn tay ra. Anh nhìn xem, nếu quả thực nó chỉ là một hòn thủy tinh, thì có thể nói Kalanga là một con ngốc không? Không những ngốc mà là điên. Nhưng dù sao cũng hiểu được, vì đấy chỉ là một cô bé miền núi chất phát trong một hoàn cảnh rất bức bách. Còn anh... Manu tủm tỉm cười. Tuấn không hiểu người đàn bà muốn nói gì, anh hơi ngỡ ngàng. Nhưng đúng lúc đó, điện thoại di động trong túi anh rung lên, những hồi rung dài nối tiếp nhau sai sẵn và khắc khoải. Bên ngoài xe trời đã sáng bạch, Tuấn sực nhớ ra, giờ này chắc Liên đang cuống cuồng đi tìm anh. Đã sáu giờ sáng, tuấn bứt tóc. Trời ơi, mình điên điên thật rồi. Giờ nạp lễ được ấn định là 9 giờ. Từ đây về thành phố phải mất 4 giờ, nghĩa là anh đã cầm chắc là trễ. Nhưng thôi, hãy gắng một lần, nếu chạy xe nhanh thật nhanh anh không lý giải được vì sao ở ngoài vòng phủ sóng mà điện thoại anh lại bỗng dưng bắt được tín hiệu. Về sau Tuấn mới biết, thật may mắn, ngày hôm ấy là ngày sóng di động bắt đầu được phủ rộng trên vùng rừng núi phía Tây. Đã 40 năm qua, từ câu chuyện của ca lang Nga đến câu chuyện của anh, nhưng sức thôi miên của chiếc nhẫn màu xanh thì vẫn không hề khác. Liên gật như bật khóc. Khi vào phút cuối Tuấn lao mình vào nhà, tóc tay phờ phạc, vừa đúng lúc họ nhà trai đang tiến vào cầm nhà gái chuẩn bị nạp lễ. Suýt chút nữa thì đám hỏi đã được hoãn lại. Nếu cha của chú rể không liều mạng nhất quyết cử hành, với niềm hy vọng, ông con trai quý hóa sẽ về vào phút chót. Mấy hôm sau Tuấn đi làm. Manu đã rời Huế đi Hà Nội. Người quản lý chuyển cho Tuấn chiếc phong bì và một cái hộp nhỏ. Trên phong bì là tên người gửi. Nghệ sĩ múa Manuel Hati. Nghệ xanh Manu Lestin. Tuấn nhớ mày, Lestin trong tiếng Pháp chính là ca lăng Nga trong tiếng tà ôi, nghĩa là con ngẫm trời, thiên Nga trong hộp là chiếc nhẫn màu xanh tuấn nhìn kỹ nó nhưng thật lạ nó không có vẻ huyền ảo như lần đầu anh nhìn thấy hôm nay trông nó trơ trụi và thô thiền hơn nhiều lắm anh mở phong bì đọc thư đêm qua tôi đã ngủ được một giấc ngon lành hơn mười năm nay tôi mới được ngủ như thế anh thực sự là một người bạn đường dễ mến vì vậy tôi rất cảm ơn anh và muốn nhờ anh một việc nữa tôi gửi lại anh chiếc nhẫn này sau khi sang pháp tôi vẫn khư khư giữ nó rồi khi lớn lên khi đã biết chắc mười mươi nó chỉ là một hạt ve chai tôi vẫn không thể vứt đi được có lẽ tôi đã trả cho nó một giá quá đắt nên không thể chấp nhận cái ý nghĩ rằng nó là một vật vô giá trị anh hãy làm việc đó dùm tôi nhé tuấn cầm chiếc nhẫn lên đeo vào tay không thấy nó phát ra ánh xanh lấp lánh nữa hóa ra vẻ huyền ảo ma quái ấy có nguồn gốc từ sự tham muốn trong anh chứ không phải từ chính nó anh về nhà. Lúc đi ngang hòn non bộ trong sân, anh dừng lại. Manu không biết rằng anh cũng suýt trà cho nó một giá đắt. Vì thế giờ đây, cầm nó trên tay, anh cũng lưu luyến một cách vô cớ. Không phải nhận lời ủy thác của Manu thôi. Tuấn mỉm cười, thả chiếc nhẫn xuống chân hòn non bộ. Lắng sâu và lớp siêu Nó chỉ còn Là một viên bi ve Lấp lánh vừa đổ Để cho đũ cá vàng Ngắm nghía Mỗi lúc lượn qua Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Chiếc nhẫn ngọc của nhà văn Trần Thủy Mai Cộng tác viên Mai Hương có đôi lời chia sẻ với các bạn về chuyện ngắn này Thưa các bạn Một chuyện ngắn nhẹ nhàng, hấp dẫn Kể với chúng ta về cuộc đời cô gái tả ôi xinh đẹp Nhân vật Kalanga gây ấn tượng khó quên với người đọc, người nghe Bởi vẻ đẹp thánh thiện và mong manh Kalanga cũng giống như nhiều nhân vật nữ khác trong chuyện ngắn của trần thủy mai họ cô đơn hững hụt tiếc nuối nhưng không bao giờ từ bỏ khát vọng sống của mình bằng cách bơi ngược dòng sông ký ức để làm sống lại những điều tốt đẹp trong câu chuyện cuộc đời cô gái cùng với chiếc nhẫn ngọc theo cô bao nhiêu năm mà cô không nỡ vứt bỏ nhà văn trần thủy mai đã lồng vào đó một triết lý nhân sinh sâu sắc một chiếc nhẫn giả không mấy giá trị nhưng dễ dàng đánh lừa cảm giác của người nhìn thấy nó. Hình như từ nó phát ra một thứ ánh sáng mê hoặc làm cho người ta không cưỡng lại được như bị thôi miên. Chiếc nhẫn kỳ lạ đã làm thay đổi số phận cô bé Kalanga. Cô phải trả cho nó một cái giá quá đắt, thậm chí mãi mãi xa rời quê hương. Dẫu sao lúc đó, Làng nga chỉ là một cô bé miền núi chất phác, lại đang ở trong một hoàn cảnh quẫn bách thì sự nhầm lẫn đó có thể hiểu được. Nhưng 40 năm sau, ma lực của chiếc nhẫn dường như vẫn giữ nguyên đối với Tuấn, chàng trai làm trong ngành du lịch dày dặn kinh nghiệm. Chiếc nhẫn đã khiến anh suýt đánh mất hạnh phúc cả đời mình ngay trong ngày ăn hỏi. Khi đã biết nó là nhẫn giả khi chiếc nhẫn nằm trong tay mình. Bình tâm lại, Tuấn thấy cái ánh sáng lấp lánh đã biến mất. Thay vào đó là vẻ trần trụi, thô thiền. Hóa ra, ánh sáng lấp lánh huyền ảo của chiếc nhẫn không phát ra từ chính nó mà từ đôi mắt của người nhìn nó. Như chính Tuấn nhận ra, vẻ huyền ảo ma quái ấy có nguồn gốc từ sự ham muốn của anh. Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, hẳn đã đôi lần ta nhìn thấy sự vật sự việc thấy ánh hào quang mà có khi không biết ánh hào quang đó phát ra từ tâm thức của chính mình chứ không phải từ sự vật sự việc ấy